nhưng mà vui. Hôm nay chị đón nhiều nhiều khách không? Gần 400 doanh nghiệp em ạ. Gần 400 doanh nghiệp ạ. Ừ. Chị mong muốn điều gì? Chị chỉ mong là từ ngày mai trở đi trời thật là đẹp này, khách tham quan thật là đông. Yeah. Yeah. Yeah, 2 năm rồi mới làm bài kìa, cảm thấy vui, cũng mới làm bài được thì mình thấy cũng hào hứng để mình làm việc. Em ơi, em cho cái logo của nhà tài trợ Sài Gòn Bia to ra, và cái chữ mà dòng chữ là nhà tài trợ Kim Cương ấy, thì em cho chữ thì nhỏ lại nhé. Bây giờ chỉ mong là mấy ngày triển lãm thời tiết đẹp như bây giờ, không có mưa, đông khách tham quan. Hôm nay công việc rất là nhiều, đang cung cấp đồ cho khách. Okay.